chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 6, luyện tập, tiết 2. Chúng mình cùng nhau học bài viết đoạn văn kể một việc em thường làm. Chúng mình cùng nhau vào bài học nhé. Chúng mình cùng quan sát yêu cầu số 1. Yêu cầu số 1 như sau: nói về hoạt động của bạn nhỏ trong tranh. Chúng mình hãy quan sát các bức tranh nói về các hoạt động của bạn nhỏ. Ở đây có 4 bức tranh tương ứng với 4 hoạt động mà bạn nhỏ đã làm. Vậy chúng mình hãy quan sát và thực hiện theo yêu cầu sau. Yêu cầu số 1: bạn nhỏ làm những việc gì? Các em ạ, chúng mình hãy quan sát lần lượt từng bức tranh và xem bạn nhỏ đã làm những việc gì nhé. Ở trong bức tranh thứ nhất, chúng mình thấy bạn nhỏ đang làm gì? Trong bức tranh thứ nhất, chúng mình thấy bạn nhỏ vừa mới thức dậy đấy. Vậy bức tranh thứ hai cho chúng ta thấy đó là hình ảnh bạn nhỏ đang làm gì? Các em ạ, bức tranh thứ hai đó là hình ảnh bạn nhỏ đang đánh răng đấy. Vậy bức tranh thứ ba cho chúng ta thấy đó là hình ảnh gì? Bức tranh thứ ba, bạn nhỏ đang ăn sáng. Và bức tranh thứ tư cho cô biết bạn nhỏ đang làm gì? Trong bức tranh thứ tư, chúng mình thấy đó là hình ảnh bạn nhỏ đang đi học đấy. Vậy chúng mình thấy ở trong 4 bức tranh đều nói về hoạt động của bạn nhỏ: bạn thức dậy, bạn đánh răng, bạn ăn sáng và bạn đi học. Vậy yêu cầu thứ hai, các em hãy trả lời cho cô, bạn nhỏ làm những việc đó trong thời gian nào? Các em ạ, các việc làm của bạn nhỏ trong bức tranh đều được diễn ra vào buổi sáng đấy. Vào buổi sáng, khi chúng ta vừa mới thức dậy thì chúng ta phải đánh răng sạch sẽ và ăn sáng rồi chúng ta sẽ đi học. Đó là các hoạt động của bạn nhỏ vào một buổi sáng để chuẩn bị đi học đấy. Vậy trước khi đi học, em cần làm những việc gì? Câu hỏi này là câu hỏi mở. Các em có thể trả lời tùy theo ý của chúng ta. Mỗi bạn có sự chuẩn bị khác nhau. Ở đây chúng mình thấy bạn nhỏ trước khi đi học, bạn đã chuẩn bị, đó là bạn thức dậy, bạn đã đánh răng và bạn ăn sáng, sau đó bạn mới đi học đấy. Như vậy chúng mình cần lưu ý, khi chúng ta ngủ dậy vào buổi sáng, chúng ta cần phải thức dậy đúng giờ, không nên dậy muộn quá, cũng không nên dậy sớm quá. Và khi ngủ dậy thì chúng mình cần phải gấp gọn chăn màn để gọn gàng sạch sẽ. Sau đó chúng ta phải đánh răng. Có thể chúng ta sẽ tập thể dục xong chúng ta mới đánh răng cũng được, để cho sức khỏe chúng ta tốt hơn. Sau khi đánh răng, chúng mình sẽ cùng nhau ăn sáng. Và cuối cùng là chúng mình sẽ đến lớp học đấy. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong yêu cầu bài tập số 1, đó là nói về hoạt động của bạn nhỏ trong tranh. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau: viết 2 đến 3 câu kể về một việc em thường làm trước khi đi học. Các em hãy quan sát, đây là một bài văn mẫu viết về 2 đến 3 câu kể về một việc em thường làm trước khi đi học đấy. Cô giáo sẽ đọc để chúng ta cùng tham khảo, để chúng ta có thể kể nhé. Bài văn như sau: mỗi sáng em thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Em đánh răng rửa mặt. Sau đó em ngồi vào bàn ăn sáng. Cuối cùng em mặc quần áo và đeo cặp đi đến lớp. Như vậy, đây là một bài văn mẫu gồm có 3-4 câu. Chúng ta có thể viết 2 đến 3 câu hoặc 4 câu cũng được, nói về
một cái việc mà bạn ấy đã làm vào trước khi đi học ấy, vào buổi sáng trước khi đi học. Chúng mình có thể vận dụng bài văn này để chúng ta kể về một việc mình thường làm trước khi đi học nhé. Chúng mình cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần đọc mở rộng. Phần đọc mở rộng yêu cầu như sau. Một, tìm đọc một bài thơ hoặc câu chuyện viết về trẻ em làm việc nhà. Ở đây là một yêu cầu, chúng mình sẽ tìm một bài thơ hoặc một câu chuyện viết về những trẻ em đã làm việc nhà. Vậy, chúng mình sẽ chia sẻ với bạn bè của mình xem mình đã tìm được một bài thơ hoặc câu chuyện nào nhé. Yêu cầu thứ hai, đọc cho các bạn nghe một đoạn mà em thích. Vậy ở đây cô giáo giới thiệu với các em một đoạn văn mà cô giáo sưu tầm được để chúng ta tham khảo. Đó là đoạn văn, đoạn thơ. Một đoạn thơ đó là đôi bàn tay bé. Đây là một đoạn trích trong bài thơ. Đôi bàn tay bé xíu lại siêng năng nhất nhà, hết sâu kim cho bà lại nhặt rau giúp mẹ. Đây là một bài đoạn trích trong bài thơ Đôi bàn tay bé. Và cái đoạn văn, đoạn thơ này thì có nói về việc làm của bạn nhỏ và đã giúp bố mẹ việc nhà, giúp bà sâu kim và lại còn nhặt rau giúp mẹ nữa đấy. Vậy chúng mình hãy tìm và đọc cho các bạn nghe một cái bài thơ và câu chuyện viết về trẻ em làm việc nhà nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video.